Truyền thông Pháp đưa tin Kylian Mbappe quyết ở lại PSG thêm một mùa giải, chỉ nhằm nhận khoản tiền trung thành 150 triệu euro từng được hứa. Khi Mbappe ký hợp đồng với PSG vào tháng 5 năm 2022, anh được hứa số tiền trung thành 150 triệu euro nếu hoàn tất hai mùa giải thi đấu cho đội bóng. Chính vì điều này, Mbappe không muốn rời đi ngay trong mùa hè này. Kế hoạch của Mbappe là chơi trọn vẹn cho PSG mùa 2023-2024. Sau đó, anh sẽ chuyển sang Real Madrid theo dạng chủ nhiệm tự do và bỏ túi 125 triệu euro tiền lót tay từ Real Madrid. Và lãnh đạo của PSG không hài lòng với động thái của Mbappe. Giới chủ Qatar muốn bán tiền đạo sinh năm 98 ngay trong mùa hè này. The Athletic cho biết, lời đề nghị hỏi mua Mason Mount của Manchester United rơi vào khoảng 50 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm thêm 5 triệu bảng phụ phí. Đề nghị này cao hơn 5 triệu bảng so với lần ra giá vào ngày 21 tháng 6. Trước đó, Chelsea họ muốn ít nhất 70 triệu bảng cho thương vụ này. Chelsea cũng chưa đáp trả về lời đề nghị mới nhất của Man United. Tuy nhiên, nhà báo Fabrizio Romano thừa nhận, các bên đều rất tự tin trong thương vụ này sẽ được hoàn tất. Cá nhân Mason Mount cũng muốn rời Chelsea và hứng thú trước viễn cảnh sang Old Trafford thi đấu mùa tới. Theo Telegraph, Man United chuẩn bị có quyết định dành cho Mason Greenwood sau hơn 4 tháng tiến hành điều tra nội bộ. Bất kể cuộc đàm phán tiếp quản đội bóng tiến triển như thế nào, Quỷ Đỏ vẫn sẽ độc lập giải quyết vấn đề của cầu thủ người Anh. Erik ten Hag và nhiều thành viên đội bóng đang chờ quá trình đối chủ hoàn tất để biết rõ số tiền họ sẽ được cấp cho kỳ chuyển nhượng hè này. Tương lai của Mason Greenwood cũng không ảnh hưởng đến việc bổ sung nhân sự. The Athletic xác nhận, Man United không muốn mất một tài năng lớn như Greenwood. Do đó, Daily Mail tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford có kế hoạch đưa Greenwood ra đi theo dạng cho mượn một mùa. Đây được coi là quyết định tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Man United đang gặp nhiều khó khăn khi chuyên mộ một tiền đạo cắm. Quỷ Đỏ sẵn sàng chi nhiều tiền để có một tiền đạo sẵn sàng gánh nặng ghi bàn với Rashford. Man United đã chuyển hướng sang một tiền đạo khác có giá trị mềm hơn là Ronald Colomuani. Tuy nhiên, họ đang vấp phải sự cạnh tranh không hề dễ chịu từ Bayern Munich. Cả Man United lẫn Bayern Munich đều đang quyết tâm theo đuổi thương vụ này, bởi các tiền đạo khác trên thị trường chuyển nhượng hè đều đang có giá rất cao. Lần lượt là Harry Kane, Victor Osimhen và Rasmus Højlund được các câu lạc bộ chủ quản hét giá ít nhất từ 80 cho đến 100 triệu bảng. Trong khi đó, Colomuani được Transfermarkt định giá chỉ vào khoảng 70 triệu bảng. Bayern Munich vừa công bố tân binh Rafael Guerrero, hậu vệ người Bồ Đào Nha, gia nhập đội chủ sân Allianz Arena theo dạng chủ nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Dortmund. Hợp đồng giữa Guerrero và Bayern Munich sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2025-2026. Đây không phải là một thương vụ bất ngờ, bởi trước đó, truyền thông đã khẳng định Bayern Munich cũng như Rafael Guerrero đã đạt xong những thỏa thuận cá nhân. Ngoài ra, Bayern Munich cùng chấm dứt hợp đồng với Daley Blind để dọn đường cho Guerrero. Rafael Guerrero là một trong những ngôi sao rất kỳ cựu tại Bundesliga. Mùa trước, anh đã chơi 35 trận và gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng cùng 13 pha kiến tạo. Sau thời gian dài đàm phán, Chelsea đã chính thức có được chữ ký của Nicolas Jackson từ Villarreal. Theo Fabrizio Romano, Villarreal nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị 35 triệu euro từ phía đội bóng nước Anh, bằng với điều khoản phá vỡ hợp đồng của Jackson. Thương vụ xem như đã đạt thỏa thuận xong, và lúc này, Chelsea chỉ còn chờ Jackson đến kiểm tra y tế. Đội chủ sân Stamford Bridge đã lên lịch kiểm tra y tế và dự kiến công bố Jackson vào cuối tuần này hoặc chậm nhất là đầu tuần sau. Với việc bổ sung hai tiền đạo mới, Chelsea sẵn sàng bán Kai Havertz cho Arsenal. Theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Mauricio Pochettino thậm chí cũng không cần gọi Lukaku trở lại. Tối ngày 23 tháng 6 trên sân vận động Thammasat của Thái Lan, U17 Việt Nam đã thua Uzbekistan 0-1 ở trận cuối cùng vòng bảng vòng chung kết U17 châu Á 2023 và phải chia tay giải đấu. Trong hiệp 1, U17 Việt Nam phải căng mình chịu trận trước Uzbekistan. Đối thủ kiểm soát bóng lên đến 61,4%, thực hiện 24 đường tạt bóng và có 9 cú dứt điểm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Sodior Sodipoev ở phút thứ 25. Với kết quả này, U17 Việt Nam đứng cuối bảng D với 1 điểm sau 3 trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chấp nhận rời giải ngay từ vòng bảng. Hai đội bóng đi tiếp ở bảng này là U17 Nhật Bản và Uzbekistan.